Quả thơm nè, quả thơm mình mua thơm chín về mình làm. Cái này là mình mua nhiều á, mình về mình cắt ra mình để tủ đông bớt, để tủ đông bớt ăn dần dần. Mùa dịch này không có đi chợ thường xuyên. Mọi người có biết mình đang làm gì không? Mình cắt, mình gọt mấy cái thơm vỏ này nè, xong rồi mình để vô trong một cái chát, bình thủy tinh hoặc là bình sứ. Sau đó mình để một ít đường vào, tại vì cái vỏ này á, nó những cái chất ở ngay cái vỏ này nè, nước ngoài người ta chứng minh là rất tốt cho sức khỏe, rất có lợi cho sức khỏe. Mấy cái tên khoa học mình không có biết gọi như thế nào, nhưng mà cái này nó rất là tốt cho sức khỏe. Mình cứ ngâm ngâm với đường đường vàng không có nhuộm, mình ngâm với đường để khoảng 3 4 ngày là nó ra nước, mình pha uống chung với kombucha ngon lắm. Mọi người làm thử uống nha. Chúc cuối tuần vui vẻ.